Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cho biết, từ tháng 4 năm nay, chính phủ Hàn Quốc đã mở rộng chính sách tiếp nhận lao động ở các ngành nghề kỹ thuật, nên một số nhóm đối tượng đã lợi dụng để lôi kéo người lao động có nhu cầu. Tham gia vào những cái tổ chức cá nhân mà đi làm việc, đưa đi làm việc ở nước ngoài nhưng không có chức năng thì dẫn đến là cái vấn đề là đóng tiền vào để làm hồ sơ thì cũng sẽ mất rất nhiều thời gian và tiền của và công sức nhưng mà lại không đạt được kết quả như mong muốn. Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, để lựa chọn được các lao động có kỹ năng tay nghề, các doanh nghiệp Hàn Quốc thường sẽ có cuộc khảo sát thực tế tại các đơn vị đào tạo ở Việt Nam. Vì thế, người lao động cần cẩn trọng lựa chọn các đơn vị được cấp phép để tránh rủi ro. Những người lao động Việt Nam mà đang chuẩn bị đi sang Hàn Quốc mà không phải là những công ty đàng hoàng hoặc là tổ chức đàng hoàng thì rất khó để lấy được visa của chính phủ Hàn Quốc cấp. Chuẩn bị thế thì điều đó là một cái trở ngại đầu tiên, chuẩn bị thế hết sức cẩn thận. Theo tính toán của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nhu cầu lao động của thị trường Hàn Quốc riêng với các ngành nghề kỹ thuật theo thị thực E7 vào khoảng từ 1 đến 2.000 lao động mỗi năm. Để tránh rủi ro khi xuất khẩu lao động, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước khuyến cáo người lao động có thể tra cứu danh sách các công ty được cấp phép chính thức trên website của Cục hoặc điện thoại trực tiếp để được hướng dẫn.